Thưa quý vị, sau phần thi kiến thức chung trong kỳ thi tuyển các chức danh quản lý cơ quan trực thuộc tỉnh ủy, 15 trên 20 ứng viên đủ điều kiện tiếp tục thi thuyết trình đề án vào chiều nay 3 tháng 6 năm 2023. 15 ứng viên dự tuyển vào 8 chức danh gồm Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là Chủ tịch Hội đồng thi tuyển. Và dự khai mạc phần thi thuyết trình đề án có ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tham gia phần thi thuyết trình đề án trong kỳ thi tuyển các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, các ứng viên có 45 phút trình bày nội dung đề án với nội dung làm gì, làm như thế nào nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển.